một ngôi trường chuyên biệt, học sinh đều là con em của đồng bào các dân tộc thiểu số. Không chỉ được học văn hóa, các em còn được nuôi dưỡng, chăm sóc. Thầy cô vừa dạy chữ, vừa làm cha mẹ, bầu bạn. Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Thường Xuân, nơi ươm mầm tri thức vùng cao. Tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hôm nay của trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Thường Xuân được bắt đầu bằng tiết mục độc tấu sáo của em Hoàng Thái Nghĩa, học sinh lớp 9A. Tiếp đó, thầy trò toàn trường cùng hòa mình vào điệu nhảy sôi động, vui tươi, khỏe khoắn, mang đến năng lượng tích cực và hứng khởi cho một tuần mới hứa hẹn mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Những năm gần đây, cùng với tinh thần cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Thường Xuân đã có nhiều sáng tạo đổi mới phương pháp trong công tác giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh ở môi trường nội trú. Tiết chào cờ đầu tuần trước đây nay đã được thay bằng hình thức sinh hoạt dưới cờ, không còn những câu trách móc phê bình kỷ luật gây ra tâm lý căng thẳng cho các em, mà thay vào đó là những tiết mục văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc truyền thống, những tiết mục thể dục dụng cụ, thể dục nhịp điệu. Những hoạt động ấy khích lệ các em phát huy sở trường, năng khiếu, có thêm tự tin trưởng thành hơn trong học tập và rèn luyện. Năm học 2023-2024, Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Thường Xuân có 228 học sinh là con em các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong huyện. Tất cả các em đều học tập và sinh hoạt tập trung trong trường. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các sở ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, nhà trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, bổ sung trang thiết bị dạy học, thư viện, phòng học bộ môn đầy đủ hơn để đáp ứng nhiệm vụ dạy và học của thầy và trò. Từ một ngôi trường nội trú với muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất tạm bợ, thiếu thốn đủ thứ, sau gần 35 năm thành lập và phát triển, Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú đã trở thành một ngôi trường hiện đại và thân thiện như mong ước của các em học sinh vùng cao. Hiện trường có một dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học, một nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn chức năng, nhà thi đấu đa năng, khu nội trú và bếp ăn tập thể. Sự đầu tư của Đảng, Nhà nước kỳ vọng mang đến điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dưỡng và phát triển nguồn lực tri thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đáp lại sự kỳ vọng ấy, nhiều năm liền chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm trong top đầu bậc trung học cơ sở của huyện. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở và đỗ vào trung học phổ thông luôn đạt 100%. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Các em được các thầy cô chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo, tận tình. Vì vậy mà chúng em luôn nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để đền đáp công ơn của thầy cô, cũng như là xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, của các cấp lãnh đạo, học tập để ngày mai lập nghiệp xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp và phát triển. Nhiều học sinh là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, tiêu biểu như là năm học 2021-22 là nhà trường đạt được 10 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Và năm học 2023-2024, nhà trường đạt 4 em học sinh đạt giải cấp tỉnh và nhiều em đạt giải cấp huyện. Với mục tiêu giáo dục đào tạo tri thức phát triển nhân cách và đạo đức toàn diện cho học sinh, ngoài các giờ chính khóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường còn tổ chức bài bản khoa học các giờ phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, các giờ tự học tập trung vào các buổi chiều và buổi tối trong tuần. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa cũng được tăng cường như tổ chức lớp học chữ Thái, tham quan làng nghề truyền thống, tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xem phim cùng nhau. Nhờ đó, học sinh giảm căng thẳng sau mỗi giờ lên lớp, hiểu hơn về văn hóa truyền thống dân tộc, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, yêu thương ông bà, cha mẹ, thầy cô và bè bạn, có ý thức quan tâm chăm sóc giúp đỡ nhau trong môi trường nội trú. Non non em ơi nhỏ hay, non non
bay hỡ ê, bay hãy tin xa. Vâng, kính thưa quý vị, ở môi trường của dân tộc nội trú thì một tiết học tiếng Thái như thế này thu hút được các em rất là quan tâm và cũng như là hào hứng tham gia. Bởi lẽ các em được học tiếng và viết được tiếng nói của dân tộc mình, đó không những là để bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa mà còn là niềm tự hào của các em khi đến với những tiết học như thế này. Trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Thường Xuân hiện có 38 cán bộ giáo viên và nhân viên làm công tác giảng dạy, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng. Công tác tại ngôi trường dân tộc nội trú, thầy cô luôn xác định nhiệm vụ của bản thân không chỉ là dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải thay cha mẹ chăm sóc, dỗ dành và nuôi dưỡng các em nên người. Bởi vậy, việc phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và địa phương trong công tác giáo dục được đặc biệt chú trọng. Đồng thời, mỗi thầy cô phải luôn nêu gương, nói điều hay, làm việc tốt, ứng xử chuẩn mực, trung thực đoàn kết để làm gương sáng cho học sinh noi theo. Em Cầm Thị Linh Chi quê ở xã Xuân Lệ, cách trường hơn 30 cây số. Em Lò Thị Tuyết Trinh quê ở xã biên giới Bát Mọt, cách trường hơn 40 km. Hai em cùng tất cả các em học sinh ở đây đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ có thành tích học tập tốt ở cấp tiểu học nên được tuyển sinh vào trường nội trú. Những ngày đầu rời xa gia đình, các em không tránh khỏi bỡ ngỡ, lo lắng, tủi thân vì không còn được cha mẹ chăm chút hàng ngày. Nhưng mọi thứ lạ lẫm dần qua đi khi các thầy cô luôn ở bên chăm sóc vỗ về. Lớp 6 là bọn em mới vô, xong rồi thì kiểu nhớ nhà, môi trường xa, phải xa nhà từ nhỏ. Xong rồi thì lúc đó sợ và lạ, nhưng mà nhờ có các thầy cô luôn tâm sự và chăm sóc chúng em nên là chúng em cũng dần thoải mái hơn và cũng có bạn bè nữa. Đến bây giờ em đang học ở ngôi trường nội trú và đã bước sang năm lớp 8 rồi và em cảm thấy thoải mái hơn khi có bạn bè và các thầy cô. Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện là nhiệm vụ rất quan trọng đối với trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Thường Xuân. Thời gian qua, ban giám hiệu, thầy cô và học sinh nhà trường đã xây dựng các mô hình như đội học sinh tự quản, khu nội trú văn minh an toàn, lớp học tự quản, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường xác định thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, luôn đồng hành với học trò là nhiệm vụ quan trọng của thầy cô. Việc đảm bảo điều kiện ăn ở theo đúng quy định của nhà nước, của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhà trường quan tâm đúng mức. Để có được những bữa ăn thơm ngon, giàu dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em, ban giám hiệu đã cử thầy cô theo dõi, giám sát và kiểm tra thường xuyên liên tục. Nhà trường được đánh giá cao trong cái công tác tổ chức bếp ăn tập thể, tiêu biểu như cái đợt kiểm tra của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm hoặc là thanh tra của Sở Giáo dục đã đánh giá rất là cao trong công tác tổ chức bếp ăn tập thể, đảm bảo đúng định lượng và chất lượng được quan tâm, đảm bảo cho các em thực hiện học tập và ăn ở tại trường, học tập 2 buổi trên ngày tại trường. Vâng, kính thưa quý vị, là sau mỗi giờ lên lớp miệt mài với con chữ tiếp thu kiến thức thì các em học sinh trường nội trú lại dành thời gian bên nhau trong những tiết mục văn nghệ như là khua luống và nhảy sạp ở đây. Những tiết mục nhảy sạp khua luống được tổ chức như thế này giúp khoảng cách thầy trò, bạn bè trở nên gần gũi hơn. Trong 4 năm được học tập nuôi dưỡng dưới mái trường nội trú, được sống trong môi trường tràn ngập tình yêu thương của thầy cô và bạn bè, các em sẽ gặt hái được nhiều kiến thức, kỹ năng sống, có nhiều kỷ niệm đẹp, được bồi đắp tâm hồn, lý tưởng sống cao đẹp. Để mai này trở thành những công dân có nhân cách và giàu tri thức, góp sức xây dựng bản làng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.